Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Không quân Việt Nam diễn tập quy mô lớn. Ngày 20 tháng 11, AFA tiếng Việt loan tin Không quân Việt Nam diễn tập thực hành chiến đấu bảo vệ chiến trường miền Bắc. Theo đó, quân chủng phòng không Không quân Việt Nam đã tổ chức diễn tập trong 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 11, được cho là để chuẩn bị và thực hành chiến đấu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trên hướng chiến trường miền Bắc. Hình ảnh bản tin trên AFA. AFA dẫn báo phòng không không quân hôm 18 tháng 11 cho biết về thông tin trên trong hội nghị rút kinh nghiệm về cuộc diễn tập mang phiên hiệu MB24. Những hình ảnh báo chí đăng tải cho thấy có sự tham gia của hệ thống tên lửa S-125 SAM-3 của tiểu đoàn tên lửa 124 hay hệ thống pháo phòng không 37mm của đại đội 32, trung đoàn 228 thuộc sư đoàn 365 có nhiệm vụ bảo vệ vùng trời phía Bắc, Đông Bắc của Việt Nam. AFA cho biết báo VN Express dẫn phát biểu của Đại tá Vũ Đại Dương, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không Không quân cho biết diễn tập giúp các đơn vị thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và đánh địch, tiến công hỏa lực đường không, bảo vệ vùng biển, vùng trời miền Bắc. Theo đó, các đơn vị đã thực hành nhiều bài tập cơ động lực lượng, khí tài ra trận địa dự bị và xử trí tình huống tác chiến phòng không, thực hành tiếp nhận quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật. Theo AFA, quân chủng cũng đổi mới huấn luyện đối với các loại hình tác chiến điện tử, nâng cao trình độ sử dụng phương tiện vũ khí, khí tài và thông tin liên lạc để hạn chế thấp nhất việc bị địch trinh sát điện tử và phát hiện ra mục tiêu. Cũng theo báo chí nhà nước, các bài tập gồm ngụy trang, nghi binh, dựng mô hình vũ khí, khí tài và trận địa giả nhằm đánh lừa thiết bị trinh sát của đối phương. Ngoài ra, các đơn vị cũng sử dụng trang thiết bị tác chiến điện tử hiện đại để tiêu diệt thiết bị bay không người lái UAV từ xa. Hình ảnh hệ thống tên lửa SAM-3 tại triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022. AFA nhắc lại ngày 14 tháng 11, Tổng Bí thư Tô Lâm có chuyến thăm bất ngờ đến trạm radar 27 thuộc đảo Bạch Long Vĩ, hòn đảo nằm xa bờ nhất của Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ, cách đường phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc chỉ 15 hải lý. Ông Tô Lâm cho rằng hòn đảo này có vai trò là cửa ngõ, án ngữ kiểm soát tuyến hàng hải quốc tế quan trọng, đồng thời là trung tâm hậu cần và trung chuyển cho các hoạt động quân sự trên biển, một tiền đồn kiểm soát an ninh trật tự trên biển. Chưa rõ mục đích thật sự của đợt diễn tập này là gì, là để đối phó với Trung Quốc hay là anh em trong nhà dọa nhau. Trước đó, ngày 29 tháng 9, AFA cũng loan tin quân đội huy động 16 đơn vị tham gia cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thủ đô Hà Nội. Cuộc diễn tập diễn ra từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 tại Hà Nội. AFA cũng dẫn truyền thông nhà nước cho biết đây là cuộc diễn tập có quy mô, phạm vi lớn nhất từ trước đến nay do Bộ Quốc phòng chỉ đạo, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội. Cũng theo AFA, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang làm trưởng ban chỉ đạo diễn tập, cùng với sự tham dự của nhiều lãnh đạo bộ ngành khác. Ông Giang khẳng định, thành phố Hà Nội nằm trong khu vực phòng thủ chung của cả nước, giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực có nhiều biến động sâu sắc, diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã phối hợp tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố với quy mô lớn, theo tinh thần nghị quyết Trung ương 7 khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tuy nhiên, lúc đó dư luận hoài nghi về mục đích thật sự của cuộc diễn tập này bởi nó diễn ra không lâu sau khi ông Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư vào ngày 3 tháng 8. Tô Lâm và Lương Cường đang ngoại giao theo lối trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Ngày 20 tháng 11, blog Hoàng Trường trên VOA tiếng Việt có bài bình luận Lương Cường và Tô Lâm hai cách tiếp cận ngược chiều về Donald Trump. Hình ảnh bài trên VOA. Theo đó, tác giả cho hay tại hội nghị APEC ở Lima, Peru, vào ngày 14 tháng 11, Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường nhận xét rằng chính sách bảo hộ và chiến tranh thương mại sẽ chỉ dẫn đến suy thoái, xung đột và nghèo đói. Mặc dù không nhắc đích danh bài phát biểu này,
theo hãng tin quốc tế, được xem như là lời phê phán chính sách đường lối thương mại mà Tổng thống tân cử Hoa Kỳ Donald Trump nhiều lần khẳng định trong chiến dịch tranh cử. Ông Lương Cường cảnh báo rằng bảo hộ mậu dịch sẽ cướp đi cơ hội việc làm của hàng triệu lao động và cản trở sự phát triển kinh tế toàn cầu, đồng thời kêu gọi các quốc gia lớn tuân thủ luật pháp quốc tế. Điều này khiến giới quan sát đặt câu hỏi liệu ông Lương Cường đang bảo vệ lợi ích cho Việt Nam hay gián tiếp nói thay lập trường của Trung Quốc. Quốc gia cũng đang chịu áp lực và chịu áp lực lớn nhất từ chính sách cứng rắn của ông Trump. Tác giả cũng cho hay, ở chiều ngược lại, vào tháng 9 năm 2024, một công ty con của tập đoàn phát triển bất động sản Kinh Bắc City KBC đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Trump Organization để phát triển dự án sân golf và khách sạn cao cấp trị giá 1,5 tỷ đô la tại tỉnh Hưng Yên, quê nhà của ông Tô Lâm. Tác giả trích dẫn hãng tin AFI nhận định rằng dự án này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là một bước đi khôn ngoan của Hà Nội khi có thể thuyết phục tập đoàn Trump cam kết đầu tư, nhất là khi nó mang lại cho phe phái quyền lực nhất của Việt Nam sức ảnh hưởng trong chính quyền tương lai của Mỹ. Theo tác giả, việc ông Tô Lâm nhường ghế chủ tịch nước cho ông Lương Cường vẫn chưa đảm bảo sự ổn định lâu dài trong tứ trụ. Có ý kiến cho rằng sự khác biệt này không chỉ phản ánh mâu thuẫn chiến lược mà còn là cạnh tranh nội bộ. Trong khi phát biểu của ông Lương Cường tại APEC dường như trùng khớp với lập trường của Bắc Kinh khi nhấn mạnh việc không để chủ nghĩa dân tộc làm méo mó chính sách, động thái hợp tác với Trump Organization từ phía Hưng Yên, quê nhà của Tô Lâm lại được nhìn nhận như là một quan điểm tách rời tương quan, táo bạo, tạo nên cách tiếp cận của một nhà hoạt động thực tiễn chứ không phải dân cạo giấy, chính trị suông, bước ra từ các loại văn phòng. Tác giả cho biết vụ ký kết giữa Tập đoàn Phát triển Hưng Yên và Trump Organization nhìn dưới nhãn quan kinh tế và nếu cho rằng có ảnh hưởng hậu trường của Tô Lâm không chỉ thể hiện nỗ lực của họ Tô trong việc đảm bảo ổn định kinh tế mà còn phản ánh tầm nhìn thực tiễn của một nhà lãnh đạo nhạy bén trước thực tế. Việt Nam hiện là nước có thặng dư thương mại với Mỹ lớn thứ ba trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Mexico. Vì vậy, Tô Lâm phải ưu tiên trọng tâm cho mối quan hệ song phương để giảm thiểu rủi ro. Hình ảnh Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trái lại, lập trường cứng rắn của Lương Cường dường như chỉ là lý thuyết suông hoặc tệ hơn, nghiêng về lập trường của Bắc Kinh hơn là lợi ích của Việt Nam. Điều này làm dấy lên lo ngại. Liệu Lương Cường đang bảo vệ lợi ích quốc gia hay vô hình chung đang làm lợi cho một thế lực khác trên các diễn đàn quốc tế? Tác giả đưa ra kết luận, đã đến lúc Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ hơn trong các chính sách đối ngoại để tránh bị đánh giá là thiếu nhất quán trong điều hướng. Trong bối cảnh quốc tế đầy biến động, mọi tuyên bố, dù là phát biểu tại APEC hay dự án hợp tác kinh tế, đều cần tính toán kỹ lưỡng để tránh bị khai thác bởi sự thiếu đồng thuận nội bộ, làm ảnh hưởng đến lợi ích đất nước. Nếu không, Việt Nam có nguy cơ mất lợi thế chiến lược thay vì tận dụng cơ hội để nâng cao vị thế quốc gia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Tô Lâm và Lương Cường đang ngoại giao theo lối, trống đánh xuôi, càng thổi ngược. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.